tựa, phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, nếu dư sức thì học văn, ở nhà phải hiếu, cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, không lời biếng, cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận, đông phải ấm, hạ phải mát, sớm phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, nợ ở ổn định, nghề không đổi, việc tuy nhỏ chứ nó tự làm, nếu tự làm thiếu đạo con, vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn, cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét dần từ bỏ, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi, cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt, cha mẹ nỗi khuyên từ khuyên sửa đổi, mặt ta vui lời ta dịu, khuyên không nghe vui can tiếp, lấy khóc khuyên đánh không giận, cha mẹ bệnh đếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, tang 35 thường thương nhớ, chỗ ở đổi không rượu thịt, tang đủ lễ cũng hết lòng, việc người chết như người sống, xuất tắc đệ, anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó, tiền của nhẹ oán nào xanh, lời nhường nhịn tức giận nuôi, hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, người lớn gọi nên liền gọi thay, nên lớn không gọi người không thấy mình làm thay, trước người lớn gọi người lớn chớ gọi tên, trước người lớn chớ khoe tài, gặp ngoài đường mau đến chào, người không nói kính lui trước, phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi hơn 100 bước. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Nói trả lời mắt nhìn thẳng, việc chú bác như việc cha, việc anh em, việc anh họ như anh ruột. Cẩn, sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian. Sáng rửa mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch, mũ phải ngay, nút phải cài, vớ và giày mang chỉnh tề, lón quần áo để đúng chỗ chớ để bừa, tránh dơ bẩn, áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá lo, tuổi còn nhỏ không uống rượu, rượu say rồi thật là xấu. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại cung kính, chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi sang, không rung đùi, bén rèm cửa chớ ra tiếng, chỗ kẹo rộng chớ đụng góc, cầm vật rỗng như vật nặng, vào phòng trống như có người, chớ làm vội sai nhiều, việc không khó chớ qua loa, nơi ồn ào chớ đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi, sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà lớn tiếng gọi, người hỏi ai nhớ nói tên, người hỏi ai nhớ nói tên, nói ta tôi không rõ ràng, dùng đồ người phải mượn rõ, nếu không mượn là ăn trộm, mượn đồ người trả đúng hẹn, sau nó muốn nó xong
nó có cần mượn, nó được dễ. Tín phàm nói ra, tín trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chứ xảo lịnh lời gian xảo. Nó từ bẩn thỉu thoái tầm thường, phải từ bỏ. Nó thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền, việc không tốt chớ tự nhận, nếu tự nhận tiến nuôi sai. Phàm nói chuyện nói trọng điểm, không nói nhanh không mơ hồ, nơi kia nói phải đây nói quấy, không liên quan chớ để ý. Thấy người tốt tự sửa mình, dù còn xa vẫn còn kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Nó chỉ đức học chỉ tài nghệ, nhưng không bằng người luôn cố gắng. Nên nếu nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người nên chớ buồn. Nghe lỗi giận, nghe khen vui. Bạn xấu đến, bạn hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương dần lui tới, lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi, lỗi không còn, nếu che giấu, lỗi chồng thêm. Đệ tử quy yêu bình đẳng, tham là người đều yêu thương chia cùng trời và cùng đất. Người hạnh cao danh tự cao, mọi người trọng không bề ngoài. Người tài năng tiếng tự cao được người phục, chẳng so khoe. Người có tài chớ dùng riêng, người có tài chớ chỉ trích. Không định giàu không khinh nghèo, chớ ghét cũ không thích mới. Người không sạch chớ não phiền, người bất an không quấy nhiễu. Người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói chuyện. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến. Cùng khuyên thiện cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Hễ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Sắp cho người trước hỏi mình không thích, phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn báo ân dài. Đối người ở thân đang tránh, tuy đang tránh lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Gần người nhân cùng là người, khác dòng tộc, thô tục nhiều nhân từ ít. Đúng người nhân người khinh sợ, nói thẳng lời không dễ định. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi càng giảm. Gần người không gần hiền hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư. Có dư sức thì học văn, không gắng nên làm chỉ học văn chỉ bề ngoài. Thành người nào nếu gắng làm không học ăn theo ý mình, bù lẽ phải. Cách đọc sách có 3 điểm: tâm, mắt, miệng, tin đều trong. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có ghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ. Tuy có gấp xếp ngay thẳng, có sai hư liền tu bổ, không sách thánh bỏ không xem. Che thông minh hư tâm trí, chớ tự che đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Dạ con xin hết. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi So Ha.